Hello, welcome back. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trò My Talking Cat Told Me. Okay, let's see. Draw to smart. Tiếp tục sẽ cho khảo mà ta. Ta.
chúng ta sẽ tiếp tục nào. Trời ơi, nó cũng bị rơi xuống á. Trời ơi. Chào mẹ kêu lên đi.
Rồi, tiếp tục chúng ta chơi trò hết mình vào.
Rồi bây giờ sẽ là cho cats and mouse. Ủa chạy nhanh vậy. Trời ơi. Không biết leo lên cái đấy để làm gì ta. Chết rồi chết rồi. Chạy đi, bị con mèo nó đuổi. Trời ơi. Ơi không hiểu cái trò này là cái trò gì luôn. Finish luôn rồi, chiến thắng à. Trời ơi. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái trò tiếp theo, đó là trò Minion Rules.
So, the teacher said, just speak it.
history. Giving up yet? Why, you pay for this? Giờ và tiếp theo sẽ là show Help Me Chicky Bowser. Sao vậy nhỉ? Rồi, bây giờ sẽ là trò 456 Cancer Hero. Yeah!
Ủa? Chơi trò đốt chui bằng thì sẽ là trò rollerball. Thank you.
Tiếp tục sẽ là My Talking Cat Friend.
bát. Thank you.